Mới đây, chốt kiểm soát dịch của phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát hiện trường hợp anh Trần Văn Em đi từ hướng công trường dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ nên ra tín hiệu kiểm tra giấy tờ. Khi bị giữ lại, anh Trần Văn Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm nên tổ công tác phường Vĩnh Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm. Được biết dự án Vega City đang là vùng đỏ. Phía doanh nghiệp cho công nhân thực hiện theo phương án 3 tại chỗ. Trong quá trình làm việc, anh này tỏ rõ thái độ chống đối, khóa cổ xe, khai báo không trung thực, thậm chí còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm tổ công tác và lấy đá ném vào trụ sở ủy ban phường. Sau khi kiểm tra, anh Em đã khóa cổ xe máy, có hành vi chửi bới tổ kiểm tra. Vì vậy, phía tổ kiểm tra đã dùng xe ba gác, đưa xe máy và người về phường để lập biên bản. Lúc này anh Em dùng đá ném vào trụ sở Ủy ban Nhân dân phường. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa nói trên Tuổi Trẻ Online. Kết thúc buổi làm việc, chính quyền phường Vĩnh Hòa có giấy hẹn vào ngày 3 tháng 9, anh Trần Văn Em nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do chính đáng. Trước đó, vào chiều 18 tháng 7, anh Em là công nhân trong công trường của dự án du lịch ở phía bắc thành phố Nha Trang, đã đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Trong khi di chuyển qua đường vòng khu vực Hòn 1 thuộc phường Vĩnh Hòa, anh bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra. Anh này xuất trình giấy tờ giải thích lý do ra đường là đi mua đồ ăn thì bị cán bộ không đồng tình. Nam công nhân nói mình mua đồ ăn nên không vi phạm gì và cán bộ phường không được giữ giấy tờ xe của mình. Người quay clip liền nói, đồ này không phải đồ thiết yếu, anh mua đồ ăn mà thiết yếu gì, ông mua bánh mì mà thiết yếu gì. Sau đó thanh niên này tiếp tục phản ứng, mấy anh làm gì mà bắt em mà giữ giấy tờ của em. Người quay clip liền đáp, vậy hả, tao giữ cho rồi để mày đi kiện nghe ok, láo bắt luôn. Kết cục cán bộ này ra lệnh thu giấy tờ của anh này, thu giữ xe và yêu cầu sau giãn cách lên phường giải quyết. Đoạn đối thoại trên khiến mạng xã hội nóng lên bởi những lời lẽ khó nghe của cán bộ chốt kiểm soát được cho là của một phó chủ tịch phường. Vị này còn chỉ tay vào mặt anh thanh niên. Cư dân mạng sôi sục cho rằng việc cán bộ phường nói bánh mì không phải thiết yếu là sai. Bánh mì là lương thực thực phẩm xưa giờ, vậy tại sao lại cho rằng không thiết yếu? Cư dân mạng còn chế bức ảnh bánh mì kèm chú thích là lời nói của vị cán bộ. Bên cạnh đó, hành vi ứng xử chỉ tay vào mặt người dân, xưng hô mày tao, thách thức gọi chủ dự án cho nghỉ việc là không chấp nhận được, thách thức dân kiện là chưa chuẩn mực. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho biết, qua xác minh, clip do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường quay lại để làm bằng chứng, nhưng không hiểu sao nó xuất hiện trên mạng xã hội. Một lãnh đạo thành phố Nha Trang cũng khẳng định với phóng viên thanh niên, bánh mì là thực phẩm thiết yếu. Ngay sau khi clip gây xôn xao mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Nguyễn Sĩ Khánh đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của cán bộ phường, yêu cầu phường Vĩnh Hòa trả ngay xe đã thu giữ của người dân trong clip. Sau khi các đoạn clip vụ bánh mì không phải thực phẩm được phản ánh trên báo chí, anh Em phường Vĩnh Hòa thành phố Nha Trang trả lại xe. Lúc trở về anh đã bị công ty cho thôi việc. Trừ đi số tiền ứng trước đó, số tiền anh Em nhận được là 1,2 triệu đồng. Trong thời điểm dịch bệnh bị công ty cho thôi việc, tôi rất lo lắng vì không biết cuộc sống sẽ như thế nào. May mắn sau đó tôi nhận điện thoại từ công ty VG City Nha Trang, hứa sẽ bố trí công việc mới, không làm việc cho nhà thầu phụ là công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng ADT nữa, anh Em chia sẻ. Đến sáng 21 tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa từ ngày 1 tháng 9. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ có đơn xin nghỉ việc và được thành phố chấp nhận. Cũng theo ông Khánh, trước đó thành phố Nha Trang đã có quyết định kỷ luật ông Thọ bằng hình thức cảnh cáo vì nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý không đúng tinh thần chỉ thị 16 khi làm nhiệm vụ, có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ. Ngoài ra, ông Thọ vi phạm quy định về đạo đức của cán bộ công chức, vi phạm quy định về văn hóa giao tiếp với nhân dân, vi phạm quy định về những việc cán bộ. Sau vụ việc ông Thọ thôi việc này, anh Em lại bị phạt về việc ra đường không lý do khiến netizen không khỏi xôn xao.